Quý vị và các bạn đang theo dõi trang tin nhanh, tin tức dân trí. Và ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trong ngày. Cơ quan chức năng vừa quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ việc bởi người phụ nữ cùng viết đơn tố bị một người đàn ông ở Hà Nội lợi dụng chuyện tình cảm rồi dụ dỗ lừa gạt tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Mới đây, nguồn tin của phóng viên dân trí cho biết, vụ việc ông Tống Anh S, sinh năm 1979, quê Thanh Hóa, thường trú tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, bị 7 người phụ nữ tố lợi dụng chuyện tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được cơ quan công an tạm đình chỉ giải quyết. Cũng theo nguồn tin này, nguyên nhân cơ quan chức năng tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác vụ việc nêu trên là do hết thời hạn điều tra, xác minh theo quy định. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng chưa thể làm việc trực tiếp với ông S, mặc dù đã phát đi thông báo truy tìm người này trong suốt thời gian vừa qua. Sau khi làm việc được với ông S, cơ quan điều tra vẫn có thể phục hồi điều tra, giải quyết vụ việc trên. Dù vụ việc bị tạm đình chỉ, nhưng thông báo truy tìm ông S vẫn đang có hiệu lực, nguồn tin này cho biết thêm. Trước đó, ngày 8 tháng 10, trao đổi với các cơ quan báo chí, một lãnh đạo công an xã trên địa bàn huyện Thanh Oai xác nhận, ông S lấy vợ là người địa phương này, có đăng ký kết hôn, tuy có hộ khẩu ở xã này nhưng ông S rất ít khi về nhà. Tìm đến nhà ông S, phóng viên dân trí đã gặp và nói chuyện với một số người thân của ông S. Theo lời kể của những người này, khoảng hơn một tháng nay ông S không về nhà vì lý do đi làm ăn ở xa. Tháng 4 2020, 7 người phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành phố tự nhận mình là nạn nhân đã bị ông S dụ dỗ, lợi dụng tình cảm để lấy đi số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Điều đáng chú ý, cả 7 người này đều chỉ quen biết ông S qua các trang mạng xã hội dành cho những người phụ nữ độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm và đang muốn tìm một nửa còn lại của cuộc đời mình. Tuy nhiên, trong quá trình công an điều tra, xác minh vụ việc, ông S đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Dù nhiều lần được cơ quan công an mời lên làm việc, ông S đều không phối hợp. Chính vì vậy, cuối tháng 8 2020, PC02 đã phát đi thông báo truy tìm ông S trên toàn quốc để điều tra, xác minh đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quý vị nghĩ sao về sự việc nói trên? Đừng quên để lại ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận của video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!